đã quay trở lại với Xem Gì Hôm Nay. Các bạn thân mến, các bạn có công nhận với mình là cái tên Joker đang là cái tên hot nhất và được nhắc tới nhiều nhất trong những ngày gần đây không? Có lẽ Joker là một trong số ít những nhân vật phản diện được giới trẻ yêu thích nhất. Được sáng tạo từ năm 1940, Joker cho tới ngày hôm nay vẫn được biết tới với vai trò là đối thủ đáng sợ và dai dẳng nhất của siêu anh hùng Batman. Song không phải ai cũng rõ tường tận với vị hoàng tử hề của tội ác này. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những bí mật bất ngờ của nhân vật Joker và cùng nhau trả lời câu hỏi liệu Joker có điên không hay đơn giản là anh ta nhận ra bản chất của cái xã hội này. Và hãy cùng chúng mình khám phá cả những bí mật của những diễn viên đình đám thể hiện xuất sắc vai diễn này, như cái chết của nam diễn viên Heath Ledger hay mới nhất là việc giảm 23kg để nhập vai của Joaquin Phoenix trong bộ phim Joker 2019 nhé. Hãy cùng bắt đầu ngay thôi nào. Joker là ai? Joker, tên tiếng Anh là The Joker, là một nhân vật hư cấu phản diện xuất hiện trong truyện tranh của Hoa Kỳ, được xuất bản bởi DC Comics, được biết tới như là kẻ thù truyền kiếp của siêu anh hùng Batman. Không tên thật, không quốc tịch, không quá khứ. Gã ác nhân tựa như một làn sương mờ ảo luôn khiến nhiều thế hệ khán giả và độc giả tò mò, háo hức. Ngoại hình, tính cách, điệu cười cùng với những câu nói hay là trò đùa của hắn thường để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả và độc giả. Hắn là một thiên tài tội phạm với tính cách vô cùng quái gở. Những kẻ khác gọi hắn là gã hề, Joker rất khó nắm bắt, thường có những kế hoạch chi tiết với độ chính xác cao trong những lần phạm tội của mình. Joker không sở hữu năng lực đặc biệt nào, thế nhưng bù lại, hắn lại vô cùng nhanh nhẹn, có võ công cao cường, có kỹ năng chiến đấu cũng như là kỹ năng sử dụng vũ khí thành thạo. Joker có khả năng chế tạo ra những loại chất độc hóa học, chất nổ và nhiều loại vũ khí tự chế nguy hiểm khác. Thế nhưng thứ đáng sợ nhất chính là bộ não thiên tài thế nhưng mà lại điên rồ của hắn. Đối với Joker, Batman là gia vị của một trò chơi nhàm chán. Không chỉ vậy, Batman còn là người duy nhất không thể bị tha hóa, thế nên sự tồn tại của Batman là ý nghĩa cho sự tồn tại của Joker. Không biết các bạn có để ý không, thế nhưng mà mình để ý thấy rằng không biết bao nhiêu lần một trong hai con người này đều có thể kết liễu người còn lại, thế nhưng họ đã không làm như vậy. Mình rất ấn tượng với một câu nói của Joker từng nói với Batman. Mày nói rằng mày không thể giết tao mà không thể bị biến chất thành kẻ như tao. Tao cũng không thể giết mày mà không làm mất đi kẻ duy nhất trên thế gian này có thể đối đầu với mình. Chuyện này chẳng mỉa mai lắm ư? Có lẽ đó chính là điều làm nên mối duyên nợ kéo dài giữa hai nhân vật này và là sự tương phản hoàn toàn về mọi mặt của Joker và Batman. Joker thì liệu có điên thật không? Hắn không phải là một kẻ tâm thần theo nghĩa thông thường mà hắn có thứ gì đó kiểu như là quá sáng suốt. Hắn nhìn thấy những điều mà mọi người không thấy trong xã hội mà hắn sống. Mà do vậy, hắn tự mình định nghĩa lại bản thân mỗi ngày để thích ứng với dòng chảy hỗn loạn của đời sống đô thị hiện tại. Hắn đã gây ra nhiều cái chết dã man, vô nhân tính như là việc lẻn vào nhà của một đôi vợ chồng già vào ban đêm, dùng dao cạo chém điên dại vào họ cho tới khi hai người chỉ còn lại là một đống thịt nát, rồi thoải mái nằm chinh nghỉnh trên cả hai cái xác ngủ một giấc ngon lành. Hay thậm chí là cắm đầy những mảnh dao cạo vào đầu ngón tay để biến bàn tay của mình thành một món vũ khí nguy hiểm. Thanos muốn cải tạo thế giới, The Joker thì chỉ muốn hỗn loạn. Nếu các bạn theo dõi những bộ phim siêu anh hùng hay là các fan của nhà Marvel thì có lẽ sẽ không còn xa lạ với nhân vật Thanos. Từ khi mà Thanos ra mắt khán giả thế giới trong Avengers Infinity War, những bài viết ca ngợi đã nhấn mạnh rằng đây là nhân vật phản diện hấp dẫn nhất từ trước tới nay của vũ trụ Marvel. Với Thanos thì quá rõ, hành động giết chóc của hắn được mô tả là có quy mô nửa nhân loại, tức là hàng tỷ người. Thế nhưng Thanos cũng được ngợi ca là phản diện một cách sâu sắc, phản diện có đạo đức. Dựa trên nguyên nhân cũng như là mục đích hành động của hắn, tức là cân bằng sự sống trong vũ trụ và từ đó cứu chuộc muôn loài khỏi sự diệt vong. Còn với Joker, người ta lại thấy một sự lôi cuốn khó cưỡng mà không cần gắn thông điệp đạo đức. The Joker không tập trung vào giết chóc, cũng không đặt mục tiêu to lớn gì ở việc cưỡng đoạt lại sự sống người khác. Thứ hắn tìm kiếm đó là sự hỗn loạn. Hắn muốn thế giới cũng điên loạn y như hắn, thế nhưng không hề muốn hủy diệt nó. Việc giết chóc của The Joker chỉ là phụ, và điều đó khiến cho sự tàn ác của hắn trở nên hoàn hảo. Kẻ đùa cợt với mọi thứ và từ chối trân trọng bất cứ điều gì có thể trở nên rất rất đáng sợ. Và sợ chính là thái độ của mọi người đối với The Joker. Thanos tách biệt mình với vũ trụ và muốn cải tạo lại nó. Còn The Joker mãn nguyện với việc đại diện cho tất cả những khía cạnh xấu xa nhất của con người. Trước câu hỏi, Thanos hay là The Joker hay hơn? Hay ai mới là nhân vật phản diện hấp dẫn số 1 trong phim siêu anh hùng? Có lẽ phải là câu trả lời cũ, thế nhưng hợp lý. Tùy thuộc vào việc người xem đó có thích trường phái phản diện nào. Kiểu ác nhân mà họ đồng cảm được, Thanos, hay kiểu ác nhân không cho phép họ đồng cảm, The Joker. Có người thích trường phái ác nhân vẫn còn phần thiện bên trong,
còn có người lại thích những ác nhân không thèm có lòng trắc ẩn. Về phía cá nhân mình thì lại nghiêng nhiều hơn về phía Joker một chút đó. Còn các bạn thì sao? Sự đánh đổi khi trở thành Joker. Có thể nói, để hóa thân thành Joker thành công nhất và đáng nhớ nhất tới thời điểm hiện tại, chúng ta sẽ nhắc tới hai cái tên, đó là Heath Ledger, đã là một Joker mang tính tượng đài trong phim The Dark Knight, Hiệp sĩ bóng đêm, năm 2008, và mới nhất đó là Joaquin Phoenix trong bộ phim Joker 2019 đang được trình chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc. Để chuẩn bị cho vai diễn trong The Dark Knight, Hiệp sĩ bóng đêm năm 2008, Heath Ledger đã tự khóa mình một tháng ở trong phòng khách sạn để có thời gian luyện giọng nói, tiếng cười, nỗi cô đơn và bắt chiếc điệu bộ của các ngôi sao nhạc rock. Những tên sát nhân tâm thần để tạo ra một gã Joker điên loạn từ giọng nói, dáng đi cùng với biểu cảm rợn gai ốc. Anh ghi lại toàn bộ những cảm xúc, ý tưởng về Joker trong nhật ký. Ngày 22 tháng 1 năm 2008, kinh đô điện ảnh Hollywood bàng hoàng bởi sự ra đi của Heath Ledger. Cạnh thi thể không một mảnh vải trên thân của nam diễn viên trong căn hộ ở New York hôm đó, có nhiều loại thuốc vương vãi. 6 loại thuốc được tìm thấy bao gồm thuốc ngủ Ambien, thuốc an thần Valium, thuốc giảm đau Zoloft, Xanax, thuốc ngủ liều cao, dễ gây nghiện Zolicon và viên Dormamil. Loại thuốc có tác dụng chống chất histamine, chữa dị ứng. Anh đã dùng chúng trong một thời gian dài để trị chứng trầm cảm và chứng mất ngủ. Tuy nhiên thì The Joker cũng là nhân vật bị đổ tội nhiều nhất khi được cho là đã liên quan tới cái chết của anh. Đây thực sự là một vai diễn quá nặng nề. Cho tới nay, những tranh cãi về việc có thật là vai diễn Joker đã khiến cho Heath Ledger bị ám ảnh tới mức phải dùng thuốc để rồi đột tử hay không thì vẫn chưa chấm dứt. Và dường như sẽ không bao giờ có câu trả lời cho câu hỏi này. Còn mới nhất, với Joker 2019 là phép thử đối với Joaquin Phoenix. Để hóa thân tròn vai, Joaquin Phoenix đã phải giảm tới 23kg bằng việc cắt khẩu phần ăn khắc nghiệt tới mức dưới một quả táo một ngày. Giảm cân xong thì anh thừa nhận mình bắt đầu phát rồ, thế nhưng vẫn tiếp tục xem các video về bệnh nhân tâm thần rồi cười, thậm chí mời cả đạo diễn Todd Phillips xem cùng. Thành quả là Arthur Fleck ở trên màn ảnh hiện lên như một kẻ khắc kỷ, gây guộc tới thảm hại và có nét gì đó chết chóc, thật sự ám ảnh. Anh cũng đang nghiên cứu từ những video của người mắc chứng rối loạn kiểm soát cười, đọc những cuốn sách về việc các vụ ám sát chính trị để hiểu về động cơ của những kẻ giết người. Thay vì xem lại các phim và chuyện về Joker trước đó, Joaquin Phoenix lại chọn hướng đi độc, lạ mà anh tin rằng khán giả sẽ không thể tìm được một vai diễn tương đồng để so sánh. Liệu Phượng Hoàng có thể cháy hết mình và được công nhận lần nữa? Những bí mật ít người biết xung quanh bộ phim Joker 2019. Phiên bản Joker năm nay do Joaquin Phoenix thủ vai kể về nguồn gốc của gã hề kể từ khi anh còn là một diễn viên hài kém cỏi tên Arthur Fleck. Không có cha, Arthur sống cùng người mẹ yếu ớt và có lẽ đó là người bạn thân thiết nhất mà hắn có được. Bà thường gọi hắn là Happy, một biệt danh khiến cho Arthur luôn xuất hiện với nụ cười thường trực trên môi như một cách để che giấu những nỗi buồn đau ở bên trong sâu thẳm. Hắn bị những người dân suy đồi đạo đức ở một Gotham thối nát, chà đạp tới tận cùng của xã hội. Từ đây, những đau thương của Arthur dần chuyển hóa thành sự điên loạn và khao khát trả thù tàn nhẫn. Chúng ta hãy cùng điểm nhanh những điểm thú vị ít người biết xung quanh bộ phim này nhé! Các bạn biết không, Joker chính là vai diễn trong một bộ phim chuyển thể từ truyện tranh đầu tiên của Joaquin Phoenix thủ vai. Trước đây thì anh đã bác bỏ lời đề nghị tham gia Doctor Strange vào năm 2016, cũng như cơ hội để thay thế Edward Norton cho vai diễn Hulk trong The Avengers 2012. Lý do là vì anh không đồng ý về việc phải ký vào bản hợp đồng để diễn trở lại một vai theo những cái điều khoản của Marvel Studios. Tiếp theo đó là phong cách trang điểm của Joker, Arthur Fleck, rất giống với John Wayne Gacy, một kẻ giết người hàng loạt ở ngoài đời thực, một kẻ hóa trang thành Pogo the Clown để tạo tiếng cười cho trẻ em. Phong cách trang điểm này đã được những người hóa trang chú hề từ bỏ tại thời điểm ấy vì nó làm cho các trẻ em vô cùng sợ hãi. Và trong khi quay, các nhà làm phim đã sử dụng biển thông báo giả mạo tên là Romeo để giữ bí mật rằng họ đang sản xuất bộ phim Joker. Wow, mình thì đang lại từng nghĩ rằng không biết có chàng Romeo nào lại đen tối và đáng sợ bằng chàng Joker này không cả nhà nhỉ? Các bạn thân mến, trên đây là những sự thật vô cùng thú vị xung quanh nhân vật Joker. Và các bạn thân mến, bộ phim Joker thì đang làm mưa làm gió trên khắp các màn ảnh. Mong rằng là video ngày hôm nay đã cung cấp cho các bạn thêm ít thông tin để chúng ta có cái hành trang rất là vững chắc để tiến ra rạp theo dõi bộ phim Joker đúng không nào? Các bạn có thông tin gì về nhân vật này hay là có ý kiến gì muốn chia sẻ với các khán giả hay không? Hãy cùng chia sẻ cùng với Miss Senji ở phía dưới phần bình luận trong video ngày hôm nay nhé! Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của Senji hôm nay! Tạm biệt các bạn!
mình tại website chơigì.vn đấy. Mong là các bạn sẽ ủng hộ Miss Simzy thân thân nhiệt tình để mình có tiền mua bánh mì ăn nha. Chơi gì hôm nay đến ngay chơigì.vn. Cảm ơn các bạn khán giả đã đón xem video ngày hôm nay. Đừng quên cho mình một nút like, share video này và nhấn nút đăng ký theo dõi kênh. Đừng quên nhấn vào hình quả chuông để có thể nhận những thông báo của video chúng mình vào lúc 11 giờ trưa và 18 giờ tối mỗi ngày. Đừng quên like cả fanpage trên Facebook của chúng mình là Xem Gì Hôm Nay để có thể đón nhận những thông tin thú vị nhất ở trên đó, cùng với tham gia các mini game nhận về những món quà vô cùng hấp dẫn đấy chứ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau nhé. Bye bye!